Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca xạ phẫu định vị khối u dị dạng ở não bằng máy xạ trị gia tốc điều trị ung thư hiện đại nhất Việt Nam cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân 38 tuổi quê tại Quảng Trị mắc một căn bệnh hiếm gặp, đó là dị dạng mạch máu ở não, chèn dây thần kinh số 5, đau nửa mặt, đã điều trị thuốc 3 năm nhưng mà bệnh không thuyên giảm mà có dấu hiệu tăng nặng. Nếu không kịp thời điều trị, khối u này có nguy cơ bị vỡ dẫn đến tử vong. Đặc biệt khối u dị dạng mạch máu não này không thể can thiệp bằng mổ hở. Vì vậy, trung tâm ung bướu đã quyết định xạ phẫu không xâm nhập bằng hệ thống máy gia tốc.